bộ phim Cậu bé siêu người máy Astro. Ta đã tới thăm giáo sư Wilson. Ta nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn khi có ba mẹ và giáo sư Wilson là thích hợp nhất đó. Ông ấy tạo hình khuôn mặt rất giỏi. Con cũng rất vui, nhưng con cảm thấy kỳ lạ khi mang cha mẹ mình trong lòng. Hãy nhìn xem, chúng ta đang đi gần mũi mỏm đá đen. Hả? Tiến sĩ, có gì không ổn mà? Tháp điều khiển, đây là máy bay 304. Đóng từ trường lại. Tất cả mọi thứ như cầm cỏ. Chúng ta sẽ chết mất thôi. Giáo sư, tập phim Atlas sống lại. Astro, con đâu rồi? Astro. Có vẻ như là chất gì đó. Con tìm thấy ngay sau khi tới đó. Chúng ta sẽ phân tích nó tại phòng thí nghiệm sau. À, Astro này, con đã làm một việc tuyệt vời là cứu máy bay và toàn bộ hành khách. Dạ, đâu có gì đâu ạ. Giáo sư Elephant, việc đó thật là khủng khiếp. Chúng tôi vội vã tới đây ngay sau khi biết tin. Ngài có biết nguyên nhân là gì không vậy? Một trận bão tử. Một trận bão tử sao? Nhưng không phải là cơn bão thông thường. Một thứ gì đó rất mạnh mẽ hướng thẳng tới máy bay. Đáng ghét. Ta thật sự không thể tin được là đã bỏ lỡ kho báu chỉ vài bước chân. Đi mau đi. Ta-da! Đi đùm 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 đi. Gặp ba mẹ mới của mình, con thấy kỳ quá à. Giờ thì chúng ta chỉ vì kiểm tra trái tim của họ thôi. Ta nghĩ con muốn gặp ba mẹ càng sớm càng tốt mà. Chà, họ đây rồi. Nhìn kìa. Ôi! Tới đó đi, nhìn gần hơn chút đi. Con nghĩ sao? Mẹ của con rất đẹp và ba của con rất mạnh mẽ. Ta đã cố gắng hoàn thành cho tới khi họ đã sẵn sàng.
Nhưng giờ thì con đã có cha mẹ của mình rồi nhé. Hy vọng con sẽ hạnh phúc. Cảm ơn giáo sư Elephant. Chuyện gì vậy? Không ạ, không có gì ạ. Ôi, mấy tên này. Hả? Đáng ghét. Bỏ cuộc đi, ném vũ khí xuống đất và ra khỏi xe ngay. Tôi nghĩ chúng ta tiêu rồi. Mấy tên côn đáng ghét. Ủa? Gì vậy? Hả? À, cái gì vậy? Ngươi là ai hả? Dừng lại, không chúng tôi tấn công đó. Ôi không, tốt cũng hết, chúng ta ra khỏi đây thôi. Lẹ lên. Người không thể trở thành một ông trùm nếu hành động như vậy. Không thể tin được, cậu chính là Atlas. Tất nhiên là ông khó có thời gian nhận ra tôi rồi. Tôi được tu sửa lại hoàn toàn mà. Phải, đúng rồi. Ông chủ, chúng ta có thể tin cậu ta không? Có lẽ tôi có thể đối xử với ông như đối với họ. Hả? À, ôi không, tôi tin là cậu ổn mà. Chờ chút, cậu đi đâu vậy? Cậu có nơi nào để đi không? Không, hỏi ngựa của tôi nè. Sao không đi cùng chúng tôi? Tôi sẽ lo cho cậu. Lẹ lên. Tốt hơn mình mong đợi. Giờ chúng ta đã biết nó là nguyên tố mới. Nguyên tố mới à? Nhưng ta vẫn chưa biết được tại sao nó lại được tìm thấy ở trên thềm lục địa. Để xem cậu phá cái đó ra sao. Cái gì vậy? Ông định giỡn chơi hả? Cậu biết đó, chỉ là thử thôi mà. Tôi từ chối. Nhưng Atlas, chờ chút. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tìm cho cậu một thử thách lớn hơn nếu cậu ở cùng chúng tôi. Hay lắm Atlas. Giờ chúng ta sẽ tới cửa hàng trang sức. Những tên trộm đã tấn công nhà băng và cửa hàng trang sức, phá kính và két sắt. Những cảnh này cho chúng tôi thấy đây là một phong cách đáng sợ của tội phạm. Cảnh sát vẫn chưa có đầu mối về kẻ phải chịu trách nhiệm về việc này. Giờ thì mời thanh tra Gumshu. Nghi phạm có sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên sao? Để có khả năng phá những thứ này mà không cần thuốc nổ. Không,
đơn giản là không phải do con người làm. Thanh tra, tôi hứa sẽ tự mình cầm tay tên tội phạm này. Vô ích thôi, nếu không phải là con người thì chắc là do người máy. Sao hả? Người máy hả? Con biết là người máy không chỉ ra ngoài được mà còn phạm tội mà. Nhưng mà giáo sư ơi, đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra thôi. Giáo sư Elephant, nhà máy kim loại hiếm của Bộ Giao thông Vận tải vừa bị người máy tấn công. Người máy sao? Một người máy chưa từng biết tới. Cảnh sát trưởng McLeod đang vội vã tới đó. Nó không thể nào chưa được biết tới được. Nào, chúng ta đi thôi. Chờ con với giáo sư. Đáng ghét, vẫn là những việc như vậy. Chắc phải do người máy làm rồi. Hãy cho tôi biết, cậu có nhìn thấy người máy tấn công không? Tôi sợ quá, nhưng đúng là một người máy thật. Bãi đó, thật sự rất lớn, tất cả là do người máy làm. Bãi đó. Không thể tin được là người máy có thể làm việc như vậy. Tôi không nói láo đâu, tôi thật sự nhìn thấy hắn mà, thật đó. Ta giàu rồi. Giàu rồi. Giàu rồi. Nhìn này, thứ này là của chúng ta chỉ trong chốc lát. Ông biết đấy ông chủ, tôi không nghĩ chúng ta nên tin tưởng cậu ta quá nhiều. Atlas hả? Chà, cậu ta giỏi hơn mong đợi đấy. Giờ ta đã kiểm soát được nó rồi. À, Atlas, nó đi đâu rồi? Đáng ghét. Atlas, cậu làm gì vậy? Tôi đã chán ngấy công việc của ông rồi, tôi đi đây. Cái gì? Đi thôi. Chờ chút, tôi không để cậu đi đâu. Lấy xe đi. Nó không thể đi được. Một lũ ngốc. Quay lại ngay, coi chừng kìa. À, mình chết rồi sao? Hả? Lại nữa rồi. Có ai đó đang gọi mình. Ôi, lại nữa. Cậu là ai? Hả? Sao cậu dám? Tên người máy này ăn trộm. Dừng lại. Đi thôi. Dừng lại. Nè, xảy ra chuyện gì vậy? Astro, vừa có chuyện xảy ra với cha mẹ con. Hả? Họ xảy ra chuyện gì vậy ạ? Những thứ này là gì vậy ạ? Ta xin lỗi nha Astro, mọi thứ bất ngờ quá. Hắn chỉ lấy một người máy thôi. Hy vọng ba mẹ của Astro an toàn. Ba ơi, mẹ ơi. Thôi được, ngài phải cho con biết ai làm việc này vậy? Một người máy khổng lồ, xin lỗi phải nói vậy, nhưng đúng là một người máy đấy. Chắc nó đã trộm nhà băng đó. Con không thể tin được, người máy như vậy lại tồn tại. Chỉ có một cách mà thôi. Đó là nguyên tố Omega. Nguyên tố Omega sao? Một nhà khoa học tên là Von Bulgis đã chế tạo ra nó. Nguyên tố này làm cho người máy có những hành vi khủng khiếp và phạm tội. Chúng ta bị ngăn cấm sử dụng nó vào người máy. Chỉ còn cách giải thích duy nhất là người máy đó đã đánh cắp ba mẹ của con để trang bị nguyên tố Omega. Giáo sư, con đã cảm thấy khá kỳ lạ trong lồng ngực và ngay sau đó những chuyện xấu luôn xảy ra. Cái gì? Con không thể giải thích rõ ràng, nhưng nó giống như là ai đó đang gọi con và con không biết tại sao nữa. Chà, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên.
Không ạ, đang có chuyện gì đó. Người nào đó đang gọi con, và con sẽ tìm ra đó là ai và cứu ba mẹ con. Chờ chút Astro, nếu con đi thì mang theo đồng hồ đo đường này đi. Đồng hồ đo đường sao? Thiết bị theo dõi tự động. Astro, mở ngực con ra đi. Dạ. Được rồi, nên như vậy. Đi đi Astro, nhưng nhớ cẩn thận nha. Dạ. Tín hiệu đang yếu dần đi, nhưng con nghĩ con đang tới gần rồi. Ba ơi, mẹ ơi, con chạy tới cứu ba mẹ. Astro đang ở gần bờ biển. Mũi mõm đá đen mà. Mũi mõm đá đen sao? Giờ thì mình chắc chắn ai đó đang gọi mình từ bên dưới đáy biển. Đúng là nó rồi. Ôi, cái gì vậy? Bảo từ sao? Đánh gần cấp trên mặt nước. Hả? Mình đang ở đâu vậy? Khối nguyên tố mới sao? Ôi. Hả? Cậu là ai vậy? Hả? Là tôi đây Astro. Hả? Cậu chính là... Đúng vậy, tôi là Atlas. Atlas? Nhưng mình nghĩ cậu đã... Mình đã chết một lần rồi, nhưng mình đã được tái tạo lại để báo thù con người. Con người đã làm tổn thương mình. Nhưng cậu là người máy, và người máy thì không nghĩ như vậy. Astro, sao cậu không tham gia cùng mình đi? Như vậy cậu sẽ hiểu mọi chuyện. Cậu đã làm gì cha mẹ của mình vậy? Cha mẹ cậu hả? Ôi, ý cậu là những thiết bị đằng kia sao? Ôi, mẹ ơi, ba ơi, sao cậu lại làm chuyện xấu xa như vậy chứ? Mình định lập kế hoạch cai trị cả thế giới này. Có rất nhiều việc cần phải hoàn thành trước, và mình cần cậu giúp. Astro, giúp mình đi. Mình tin chúng ta có thể cùng nhau làm rất tốt. Không, mình chỉ muốn lấy lại ba mẹ mình thôi. Ý bạn ba mẹ là sao? Bạn là người máy, bạn không có ba mẹ. Astro, tỉnh dậy đi. Con người đang lừa gạt bạn đó. Mình đang làm một việc rất đặc biệt ở đây, một việc mà con người chưa từng nằm mơ tới. Máy bay rơi vì sức mạnh từ trường của mình, nhưng đừng nghĩ nó chỉ là một thứ vũ khí nhỏ bé nhé. Mình cần thống trị cả thế giới này. Không, những việc bạn đang làm là sai trái. Mình không muốn tham gia. Được thôi, mình đã hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Bạn sẽ thua thôi Astro. Ôi, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì có thể mình vậy? Tia sáng nóng chảy của mình sẽ hút cạn năng lượng của cậu. Nhận lấy này. Atlas, dừng lại đi. Ôi. Cậu không cho mình lựa chọn. Hả? Astro, dừng lại. Đây nè. Ôi. Astro, chúng ta sẽ gặp lại. Mẹ ơi, ba ơi. Mẹ ơi, ba ơi.
Cái gì vậy? Một vụ nổ dưới đáy biển. Cái gì? Là Astro. Cái gì? Để xem nào. Thôi được, ông đừng làm nghẹt thở tôi đấy. Nè, đúng là thằng bé, nó an toàn rồi. Và nó đưa ba mẹ về cùng mình. Vậy đó chính là nguyên nhân của bão từ trường. Atlas, đó không phải là một người máy bình thường. Astro, con nên để mắt tới cậu ta. Dạ, giáo sư Elephant. Cái gì đây ạ? Đây là nhà mới của con đó, Astro. Nhà của con ạ? Phải, vào đi nào. Hả? Trâm ơi, ngồi xuống nào anh bạn. Astro. Dạ. Mừng con về nhà, Astro. Con chào mẹ. Không, đừng do dự. Đây là nhà mới của con. Một ngôi nhà đã xây dựng rồi thôi mà. Vào đi nào. Vào đi nào. Ba ơi, mẹ ơi. Astro, ôi Astro. Đất người máy đúng là tuyệt vời. Đó là nơi mà mọi đứa trẻ mong được ghé thăm. Một ngày, một người máy thiên nga bay tới nhà của mình. Một nhà vua độc ác đã đến sau khi biến một cô gái xinh đẹp thành một con thiên nga. Dùng đất người máy xinh đẹp, nhưng khi mình tới đó để giải cứu cho cô gái, mình phát hiện ra nó chứa đầy nguy hiểm. Tập tiếp theo, dùng đất người máy.